Theo quý cô thấy sao về chiếc váy hoa của vuông thanh lịch này? Sự tinh tế được thể hiện ở từng đường nét nhé. Phần tay bồng giúp che đi khuyết điểm bắp tay to, thô. Xếp ly ở eo thì giúp làm giấu đi vùng eo chưa được thon gọn lắm của các quý cô. Chiếc váy này có chất liệu là blend ý, co giãn hai chiều mặc rất thoải mái. Linh có thể diện vừa đi làm, đi chơi hay là dự sự kiện. Để sở hữu chiếc váy này, các quý cô có thể đến với showroom của Melia tại địa chỉ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có thể đặt hàng online trực tiếp ngay trên fanpage của Melia, sẽ được giao hàng miễn phí để kiểm tra hàng kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi nhận hàng. Melia, mặc đẹp để thành công.